Xin chào bà con, cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube Trại Giống Bình Phước. Thì ngày hôm nay em chia sẻ cái video clip để giải đáp cái thắc mắc của một anh gọi đến, thì cũng trùng ý thắc mắc với lại những cái anh em đã từng hỏi là về cái việc mà thay nước cho cái hồ cà cuốn như thế nào. Thì sẵn tiện đây thì cũng có ông anh mới hỏi xong này, em cũng thực hiện một cái video clip luôn, tại vì giờ thì cũng đang có thời gian. Thì cô chú anh chị quan sát thì đây là bầu trời đã tối rồi, cảnh này cảnh đêm ở một góc nhỏ hồ cà cuốn. Thì cô chú anh chị quan sát nè, thì ở trong đây bao gồm là có nước, có lọc bình, có những cái giá thể để cho cà cuốn có thể đẻ được, vì mặt nước đang được cho nuôi cà cuốn với cái diện tích với diện tích là 50 con trên một mét vuông. Thì để quay về lại với cái vấn đề mà nói về việc thay nước, thì ở đây thì em sẽ nói rõ hơn là cái thông thường thì trong hồ cà cuốn mình mực nước nó dao động ở cái mực nước là từ 10 phân cho đến 15 phân và tối đa là 20 phân. Thì ở cái mực nước như thế này thì trong đây mình sẽ thả là những con cá bảy màu, và những cái con nhái, nhái cũng được mà cá bảy màu cũng được. Thì cá bảy màu thì mình thả sẵn trong hồ rồi, cho nó sống chung với cà cuốn luôn. Thì cà cuốn thích ăn lúc nào thì ăn, nó nói vậy. Thì mình còn thả phụ vô nữa, là cái hồ này cái hồ sinh sản nha bà con. Thì mình thả vô là tăng cường nhái vào. Thì như em đã chia sẻ là cái cà cuốn mà ở cái độ tuổi mà sinh sản á, là ăn nhái là rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì là cái vấn đề là cái con nhái là cái chất dinh dưỡng nhiều, nó sẽ nhiều hơn là con dế, nó nhiều hơn là con cá bảy màu, rất là nhiều. Thì cái dinh dưỡng nó cung cấp đủ để cho cái con cà cuốn sinh sản, nó ăn no, nó hút chất dinh dưỡng nhiều, và nó cho sinh sản tốt và trứng nó ngon, no tròn, nó không có bị lép, và nó bị non á, để non á, nó hay bị nồi non nhiều. Đây là những ổ trứng mà cô chú anh chị thấy nè, mà nó bị cái tình trạng như thế này đó, mà nó có tí xíu gì nè đó, thì nó bị ở trên nó bị mất một miếng á, là do là nó đẻ là vẫn bị đẻ ít nè, nhưng mà mình bị mất một miếng á là do mình lấy trứng không kịp đó. Thì cái này là thì tại nó nhỏ quá cho nên thì cũng không lấy luôn, thôi bỏ luôn đó, cho nên nó lên nó phá vậy thôi, kệ nó. Còn cái ổ trứng mà được đạt thì mình đã rút lên, mình đem đi cái nơi khác để mình ấp ở một cái thùng hồ khác để mình ấp rồi đó. Thì bà con quan sát này, ở dưới đây nó sẽ có những con nhái kìa, bị hút hết chất rồi, nó chết rồi, nằm đó. Cô chú anh chị quan sát đi, con nhái đó chết, thì mình sẽ vớt nó ra. Thay vì cái nguồn nước là mình phải xả hết đi, mình phải xả hết đi để mình thay cái nước mới vô liên tục, thì như vậy thì nó cũng không có tốt lắm đâu. Mình chỉ nghĩ đơn giản, là sẽ thay nước mới như vậy thì nước sạch là cũng tốt, nhưng mà như vậy nó dễ bị vấn đề là bị sốc nước. Thì cô chú anh chị cứ gắn một cái máy lọc như thế này nè đó, gắn máy lọc lên thì nước nó chảy qua một cái bộ xử lý, ví dụ như là chảy lên trên cái rổ san hô này chẳng hạn nè đó, để nó qua đây thì nó lọc bớt những chất dơ trên đây rồi đó, thì nó xuống lại thì cái chất sạch đó. Còn không thì giống với lúa đếp trước á, thì em chia sẻ là để một cái thao chấu, thì rổ chấu thì nó lọc qua chấu hoặc là cái tấm lưới thì nó sẽ bị vướng những cái bụi bẩn bùn đây, nó dính lên đây thì cái nước nó xuống lại sạch. Thì cứ như vậy thì cái hồ mình nó sẽ lâu thay nước đó. Nếu mình mà thay nước liên tục thì cũng không tốt đó. Và vấn đề nữa là khi những cái con nhái mà cà cuốn ăn hết rồi, đây là đang hút chất nè, cô chú chị đang hút chất nè, mà nó ăn hết rồi
thì cô chú anh chị phải vớt ra hết đó. Thì cái phần nào đó mình vớt không kịp thì cá bị màu nó sẽ ăn, nó rỉa cá trong đó, nó sẽ rỉa để bớt đi. Thì mình còn lại thì mình phải vớt đem ra ngoài, vớt đem ra ngoài chứ để nó dơ đó. Thì nước đây là em thông thường là không lâu thay nước lắm, mà hồ nước vẫn trong đó, mình thả phụ vô mới được bình vô. Cái cây lục bình này là cái tính năng của nó xử lý nước cũng rất là tốt, à, riêng cây lục bình xử lý nốt nước rất tốt, nhưng mà phải để ở cái nơi có ánh sáng nha. Để cái nơi mà nó thiếu ánh sáng nhiều quá là cái lục bình nó bị chết, à, nó bị thối từ từ thì chết luôn. Đây trời cũng tối rồi, tôi clip nó hơi mờ rồi, cô chú anh chị thông cảm. Đây, nhìn là buổi tối là thú vị. Đây toàn là cuốn sinh sản. Đây là ăn không nhả thôi. Quá trời. Nói chung mình nuôi cái gì mà có cái đam mê mình theo dõi đó thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ thấy nó thú vị, thứ hai nữa sẽ có lợi ích ở vấn đề mình theo dõi con vật nuôi của mình. Em thì có một cái con cà cuốn mà em nuôi nào giờ em chịu theo sát theo dõi lắm, này cũng thích ngắm lắm, cho nên là qua hay quay được những cái video clip mà những cái video clip mà hay, những video clip mà như ăn uống hoặc giao phối hoặc là đẻ trứng như thế nào thì em cũng sẽ quay được những vấn đề rất nhiều lắm, tại vì em hay theo dõi vào ban đêm, mà hòa đa số là cà cuốn hoạt động vào ban đêm mà con, hoạt động vào ban đêm là nhiều. Cái giờ ban đêm á là cái giờ cà cuốn nó thứ nhất là đi tìm mồi ăn nhiều và cho đẻ ở cái giấc là gần sáng, cái giờ gần sáng cái giờ cà cuốn đẻ. Đa số là như vậy, đa số là giờ đẻ của cà cuốn là cái giờ gần sáng. Thì cà cuốn sẽ cho đẻ trứng. Còn giờ đây thì cứ sống theo cái môi trường tự nhiên đó, thì nó sẽ rất là nhạy cảm với cái bóng đèn, ánh sáng điện. Thì ở đây em thực hiện cái clip bật đèn lên này, cho cô chú anh chị xem. Đó thì nó sẽ lên trên đây nè, nó bay lên nè. Nếu mà không có nắp là nó sẽ bay á, không có nắp sẽ bay đi. Đó. Còn chú kia thì đang ôm cái đang ôm nhái. Đó. Đang ôm nhái vui tịnh luôn. Rất là đẹp. Con nuôi con này cũng hay á, thú vị đó, trôi đình bình bình là bình vậy. Thấy nó vậy vậy thôi chứ mà đang hút chất ở trong con nhái ra. Rất đẹp. Thì em cũng đang làm thực hiện một cái những cái nước mắm cà cuốn nè, cái rượu cà cuốn đang làm. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu muốn dùng thử cái những cái cà cuốn đông lạnh là thứ nhất, thứ hai nữa là cái nước mắm cà cuốn với rượu cà cuốn em cho làm thì nó sẽ có cái hương vị theo em thưởng thức. Và những cái người mà đã từng dùng rồi á, và ở trên mạng bây giờ rất nhiều ở cái chỗ là đã chứng minh thực sự là rất là tuyệt vời. Chung cà cuốn này là rất là tuyệt vời, hương vị thì ok rồi, còn cái tác dụng ở kia thì ở trên báo đài rất là nhiều, nhưng mà thực sự là kết luận mà hẳn thì em không dám kết luận, nhưng mà thực sự nó là cái hương vị là tuyệt vời, thực sự là hương vị tuyệt vời lắm đó. Thì cô chú anh chị nếu có nhu cầu dùng thử thì cứ có mua giống gì của em đó, thì hoặc là không mua cũng được, mà nếu mà tiện thì em sẽ gửi về cho cô chú dùng thử cái hương vị của cà cuốn qua cái xử lý ở cái chai nước mắm là nó có cái hương vị như thế nào, so với mình ăn trực tiếp và so với cái vào cái chai rượu thì nó hương vị như thế nào nữa. Nói chung thì em thì đã trải nghiệm rồi và một số anh em thì đã biết sử dụng, thì nói chung là cũng rất hài lòng về những cái sản phẩm mà con cà cuốn này nó mang lại, rất là ok. Còn nó sinh sản thì nó cũng ok lắm. Đây thì cô chú anh chị nào mà có mới vừa ý định nuôi, trong cái quá trình nuôi mà gặp cái trục trặc gì
thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo qua cái số điện thoại là quen thuộc của em là 0974 872 503, thì em sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là tư vấn những cái gì mà em đã đang thực hiện thành công ở cái con vật nuôi này, ở cái con cà cuống này, chia sẻ cho cô chú anh chị làm cho thành công, sẽ đồng hành cùng cô chú anh chị trong suốt cái quá trình mình nuôi. Thì ngoài con cà cuống này ra thì cô chú anh chị cũng đã biết thì em làm ở trại thì cũng rất là nhiều cái con, như chủ lực của em nào giờ là nó sẽ xuất phát ra từ con dế, thì có con dế thì em sẽ nuôi thêm những cái con gì nó ăn con dế. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì em đã có tất cả các cái mô hình, từ là dế, rắn mối, rắn hổ hành, rồi cà cuống, cúc thảo vườn, rồi chim trĩ, rồi ruồi lính đen, rồi bồ câu, rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều. Thì mọi cái nhu cầu về những cái con giống vật nuôi mà trong cái khả năng của em đang đang có và cái kỹ thuật em đang làm được thì em sẵn sàng cung cấp và chia sẻ với cô chú anh chị nếu có nhu cầu. Thì địa chỉ và số liên lạc nó có nằm nổi trên cái phần mô tả của video. Rồi thì đến đây thì em cũng xin dừng cái video clip tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi hết cái video clip này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video clip tiếp theo. Cô chú anh chị nào mà chưa có đăng ký cái kênh YouTube của em thì hãy nhấn vào đăng ký kênh YouTube, vì nó hoàn toàn là miễn phí thôi, để theo dõi được những cái chia sẻ mới nhất từ cái kênh YouTube của em, cũng như là ủng hộ tinh thần cho em có cái động lực để mà tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng quý bà con cô chú anh chị gần xa được lâu dài. Rồi xin cảm ơn, em xin dừng clip tại đây.